Bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng của nhà em này. Đó, riêng dòng năm cánh trắng thì em Thảo có 5 dòng này. Là năm cánh trắng Phú Thọ này, năm cánh trắng Hiển Oanh, năm cánh trắng Lâm Sung và năm cánh trắng Bạch Tuyết và cuối cùng là năm cánh trắng Mắt Mờ Hải Dương. Đó thì em Thảo bán bình thường là 250 cho đến 280 một chậu. Thì bây giờ là mùa Covid rồi. Đây, em sẽ chiên giảm giá cho các bác. Thôi thì em bán cho các bác theo đúng giá combo là 150.000. Nếu mà cả nhà mua theo combo là 450.000 được 3 chậu thì em Thảo sẽ miễn phí ship. Và đồng thời thì em Thảo sẽ tặng cho cả nhà là một cây nữ hoàng ruby hồng ngọc đấy. Nữ hoàng ruby hồng ngọc thì cây này, cái đợt vừa rồi là cây 53 ấy, nó có hai cái vòi hoa dài hơn 1 mét đấy. Thì em Thảo có bán cho cả nhà là 550.000 đúng không ạ? Nói chung là cây này nó rất là đẹp và rất là sai hoa và rất là dễ chăm sóc. Đó, nếu mà mua theo 3 cây em tặng cho bác một chậu như thế và miễn phí ship. Bây giờ thì em sẽ cho cả nhà xem từng loại luôn nhá. Đầu tiên đây chính là cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ này, em có chậu 1 cho đến 2 mầm. Đây này, 1 đến 2 mầm thì nếu mà chúng ta lấy một mầm nó sẽ cao hơn, cao khoảng tầm 10 15 cm. Còn nếu mà lấy 2 mầm thì nó chỉ cao khoảng tầm 7 cho đến 10 cm. Đây này các bác nhìn này, đẹp lắm. Là cây năm cánh trắng Phú Thọ nhá các bác nhá. Bên này là cây phi điệp năm cánh trắng Hiển Oanh. Ôi giời ơi, năm cánh trắng Hiển Oanh này. Năm cánh trắng Hiển Oanh thì chủ yếu cũng từ 1 đến 2 mầm. Đó đây này. Từ chủ yếu từ 1 đến 2 mầm. Đây, sẽ chọn các bác từ 1 đến 2 mầm đẹp nhá các bác nhá. Đó, nó có cây thì có 3 mầm ở, nhưng mà chủ yếu là 2 mầm thôi các bác ơi. Nó sẽ, nó chưa cao lắm đâu, cao khoảng tầm 7 cho đến 10 cm thôi. Đó, nói chung là nhỏ nhỏ. Nhưng mà bây giờ nó là cây 52 mà các bác. Nó là cây 52 đây này, cái cây năm nhất của nó đây. Đó, những cái thân già năm nhất của nó như này thì nó sẽ bây giờ cũng mới tháng 4 thôi nên là nó sẽ vẫn còn đang phát triển này, đang đi ngọn rất là lực luôn đấy ạ. Đó là về cây năm cánh trắng Hiển Oanh nhá. Đó, và bên này là cây phi điệp năm cánh trắng Bạch Tuyết. Riêng dòng năm cánh trắng Bạch Tuyết thì chủ yếu là một thân thôi này. Đó, nhưng mà nó lại đẹp. Đó, em sẽ cố gắng chọn các chậu có hai thân. Cũng có chậu có hai thân nhưng mà ít lắm. Đó thì em Thảo bán cho các bác cũng là 150.000 một chậu. Mua 3 chậu 450.000 miễn phí ship và tặng một cây nữ hoàng ruby. Và bên này là cây năm cánh trắng Lâm Sung. Thì riêng năm cánh trắng Lâm Sung thì nhà em chỉ có dòng một thân thôi các bác ơi. Đây, toàn một thân thôi này, năm cánh trắng Lâm Sung này. Đó, năm cánh trắng Lâm Sung thì mặt hoa mẹ cũng vô cùng đẹp luôn đúng không ạ? Rất là xuất sắc về năm cánh trắng Lâm Sung. Và cuối cùng cây bên này là cây phi điệp năm cánh trắng Mắt Mờ Hải Dương. Đó, năm cánh trắng Mắt Mờ Hải Dương thì những cây của nó sẽ nhỉnh hơn chút. Nhưng mà nói chung là cây nó cũng rất là đẹp này, các bác nhìn này, thân xanh sạch này. Đẹp chưa? Vô cùng xinh xắn luôn đấy ạ, đây. Đó. Thì bác nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Thì em vừa mới cho cả nhà xem lướt qua thôi. Còn bác nào muốn xem trực tiếp thì xem em Thảo livestream vào lúc 8 giờ tối hàng ngày, 8 giờ 30 tối hàng ngày em Thảo có livestream. Ngày nào em cũng có livestream đấy ạ. Đó, xin cảm ơn cả nhà mình nhé. Và tiếp theo em sẽ quay đến những cái dòng hoa khác của nhà em. Em còn có rất là nhiều. Do em Thảo có rất là nhiều những cái dòng hàng, những cái mặt hàng nên là em Thảo có làm theo combo để cả nhà dễ dàng đặt hơn đấy ạ. Đó, bình thường những cái chậu như thế này là cây phi điệp hồng yên thủy này, cả nhà nhìn đấy ạ. Đó, khoảng tầm 2 mầm và rất là xinh như này là em Thảo đã bán cho cả nhà với giá là 200 cho đến 250 đúng không ạ? Ngày hôm nay bác nào mà yêu mến mà mua theo ngày tri ân là em Thảo bán là 150.000 một chậu. Nếu mà chúng ta mua theo combo em Thảo bán cho cả nhà với giá là 345.000 được 3 chậu. Và ngoài ra em Thảo còn được tặng cho cả nhà là miễn phí ship và tặng thêm một cây nữ hoàng ruby hồng ngọc. Một cái cây này thì đợt vừa rồi em Thảo có bán cho cả nhà đấy ạ. Đó, cây 53 đang có hoa là em Thảo bán là 550.000 một chậu đúng không ạ? Nó có hai mầm cao ráo. Em sẽ cho cả nhà xem mặt hình ở trên này. Đó, những cái mặt hoa em Thảo đang bán đấy. Đó, từ 2 cho đến 3 mầm gốc nha các bác nhé. Cây này thì rất là đẹp. Đó, cây này là một trong những cây đi thi tại cuộc thi ở bên Đài Loan về cuộc thi hoa lan thì đã được đạt giải quán quân đấy các bác. Nói chung là cây nữ hoàng ruby của nhà em thì bán rất là đắt hàng luôn, được nhiều anh chị em muốn sưu tầm. Em Thảo bán livestream từ 150 cho đến 250 một chậu đấy ạ. Đó thì bây giờ thì em Thảo sẽ làm theo combo này. Đó, riêng các dòng hồng đây là gồm có này, hồng yên thủy này, hồng minh châu, hồng mỹ nhân, hồng xòe, hồng nhật hạ, hồng á hậu và hồng bồng lai đây. Đấy, combo số 1 đây là một trong những cái phi điệp được nhiều anh chị em yêu mến nhất đúng không ạ? Đó, gồm có 3 dòng hồng. Đó, 3 dòng hồng gieo hạt này, gồm có đầu tiên là hồng yên thủy này. Tất cả các cây của em Thảo đều là cây 52 hết nha cả nhà nhá. Đều là cây 52 hết. Và bây giờ mới là tháng 4 thôi, tháng 4 âm thôi nên là nó này, mới bước vào tháng 4 âm lịch nên là nó còn đang đi ngọn rất là lực này. Đó, còn được vài tháng nữa nó sẽ cao ráo rất là đẹp luôn. Và năm tới này nó sẽ cho hoa bói luôn nhá. Đó, gồm cái hồng yên thủy này, mặt hoa mẹ nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là cây hồng mỹ nhân này.
Đây cũng đang đi ngọn vô cùng đẹp luôn. Cái trắng trắng này là em Thảo phun nước vô trong để phòng chống thối nhũn, để em cắt nước gửi cho cả nhà nó sẽ an toàn hơn. Và cây này là cây hồng minh châu. Trong cái combo này thì là hồng minh châu là đỏ nhất này. Đó, combo 3 chậu này là combo số 1 này. Tiếp theo combo số 2 sẽ gồm có nữ hoàng 28 hàng gieo hạt này, giả hạt lộc bắc hay là phi điệp lộc bắc này. Các bác nhìn cây thân hình của cây lộc bắc này nó rất là đẹp luôn này. Các bác nhìn đây, đang đi ngọn rất là đều và đều là cây 52 hết này. Cây cao khoảng từ 7 cho đến 10 cm, nó có thể cao hơn một chút. Đó, và cuối cùng là giả hạt hòn hèo của vùng Nha Trang. Đó, giả hạt hòn hèo mặt hoa cũng rất là đẹp luôn. Nói chung nó là hàng gieo hạt thôi nhưng mà chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn đấy ạ. Đó, về tiếp theo là combo số 3 thì cũng có nụ tam bố này, người đẹp Tây Nguyên là giả hạc đắc lây đúng không ạ. Và cuối cùng là cây bệt Easo. Đây là cái combo 3 chậu này thì nó em cũng bán cho các bác là 345.000 trên 3 chậu. Đó, và cuối cùng đây là một cái combo của vùng Lâm Đồng đây. Đó, của vùng Di Linh Lâm Đồng đây, gồm có thác bay này, có bệt ma bó gieo hạt và có nụ 68 gieo hạt luôn đây này. Đó, nếu mà các bác mua theo 3 chậu như này thì em sẽ tặng các bác một cây nữ hoàng ruby hồng ngọc đúng không ạ. Và ngoài ra là còn được miễn phí ship khi mà từ 3 chậu trở lên luôn đấy ạ. Đó, và cuối cùng đây là cũng là combo số 5 của nhà em, được gồm có 3 dòng hồng, hồng á hậu, hồng xòe và hồng mắt ngọc đúng không ạ. Thì những cái chậu này thì cả nhà cũng biết rồi. Đó, nếu mà chúng ta mua lẻ là 150.000, mua 3 chậu là 450.000 đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mua 3 chậu thì chỉ có 345.000 thôi. Đó, em Thảo sẽ miễn phí ship và ngoài ra còn tặng một chậu nữ hoàng ruby hồng ngọc nữa, trị giá 150.000 đúng không ạ? Đó, thì nhà em Thảo thì có rất là nhiều những cái dòng hàng khác nhau. Thì bây giờ em Thảo sẽ quay tiếp tất cả những cái mặt hàng và em Thảo bán giá rất là mềm cho chúng ta cùng nhau là sưu tầm mùa Covid nhé. Bên này đây là những chậu cây phi điệp thân thủ người đẹp ngọc đan, một cái dòng hoa lan được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm khi mà em Thảo livestream đúng không ạ. Cây này là cái dòng mới và cái dòng này thì là dòng thân thủ cực kỳ là đã luôn. Bác nào mà mua về chúng ta sưu tầm là quá là xuất sắc. Đó, rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy ạ. Cây ngọc đan này thì chiều cao hiện tại nó là cây 52, cả nhà nhìn đây là thân năm nhất này, còn đây là thân 52 của nó. Đó, nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt thì năm sau nó có thể đạt trên 2 mét luôn đấy ạ. Đó, cây này thì em Thảo bán cho cô chú anh chị chậu một thân, cao khoảng từ 50 cho đến 60 cm nhá các bác nhá. 50 đến 60 cm rồi. Đó, em bán là bình thường em Thảo bán 350 đấy ạ. Ngày hôm nay em Thảo chỉ bán cho các bác là 200.000 một chậu, một thân. Và bên này là chậu hai thân thì nó chỉ cao khoảng tầm 35 cho đến 40 cm thôi. Đấy, một thân thì nó chưa cao lắm. Nhưng mà được cái là cái dòng này lá rất là to. Hai thân em Thảo bán 250.000. Đó. Nếu mà cô chú chị mà chúng ta sưu tầm thôi. Để các bác nhìn này, cây này chúng ta có thể luyện thành lá mít nhé cả nhà nhá. Đó, có thể luyện thành lá mít luôn. Vì là cái cây này lá nó rất là to, em sẽ đo cho cả nhà xem về cái bản lá của nó này. Đó, những cái cây lá to nhá. Về cơ bản luôn này. Đây, lá của nó là đạt được gần 6 cm luôn. Đó, đối với những cây lá to nó có thể đạt trên luôn đấy ạ. Và chiều dài của lá thì vô cùng dài luôn này. Đó, chiều dài của lá là trên 10 cm luôn đó, nếu mà chúng ta chăm sóc tốt nha các bác nhá. Đó, đây là em đo những cái cây to cao nhất thôi ạ. Đấy, các bác nhìn đây. Đó, vì lá của nó rất là nhanh bị dập, các bác nhìn này. Bởi vì nó lá là dòng lá to và cái lá của nó là bản lá cứng ấy, lá cứng, lá giòn ấy, nên thành ra là trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị dập một hai lá rồi. Tuy nhiên rằng là bây giờ hiện tại thì cây nó đã thắt ngọn rồi, nên là không sao cả các bác nhá. Đây, đấy, nếu mà được ổn định chất dinh dưỡng là nó có thể thành mít luôn đấy ạ. Đó, người đẹp ngọc đan này thì bác nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Bởi vì mặt hoa thì nó đã có hoa ở trên rất đẹp rồi. Nói chung là dòng này là dòng chủ yếu chơi thân lá. Đấy, chúng ta sưu tầm khoảng 2 chậu về làm cái thân thủ trấn vườn của nhà mình thì thật sự xuất sắc luôn. Các bác nhìn đường chỉ sọc của nó cũng rất là đẹp này. Thân của nó là thân mập ú nu luôn. Và mầm gốc thì nó hiện tại nó mới bắt đầu, cây này là dòng hoa muộn nhé cả nhà nhá. Dòng hoa muộn nên là bây giờ nó mới bắt đầu đang trong quá trình chuẩn bị rụng lá để lấy mầm thôi, nên là chưa có mầm gốc đâu nhé cả nhà nhá. Đó, cây cao một thân là 50-60, còn hai thân thì nó sẽ thấp hơn khoảng 40-45 thôi. Đó, có hai dòng, có hai loại thì bác nào muốn lấy loại nào cũng được. Đó, nếu mà lấy một loại, loại một thân thì thân của nó rất là mập, lá nó rất là to luôn. Đó, nó sẽ bị lỗi một hai lá nhé cả nhà nhá. Đó, cái dòng này lấy, chúng ta lấy về làm giống thôi ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới lựa ra được 10 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng mắt xước môi trái tim hàng ươm ki, chuẩn thân xanh sạch luôn này. Hoa rất là đẹp và đặc biệt rất là thơm, rất là sai hoa và cực kỳ là dễ chăm sóc này. Đấy, những cái chậu bình thường như này các bác ạ. Đó, em những cái chậu mà như này có nụ và có một mầm gốc như này là em Thảo bán 300.000 đấy ạ.
Đó, ngay hôm nay những cái chậu này làm giống em Thảo bán 250, thì em tri ân em lựa ra được 10 chậu đẹp xuất sắc nhất. Em bán với giá rất là mềm và ưu đãi cho cả nhà luôn là 130.000 một chậu. Anh chị em nào mà mua từ 3 chậu trở lên, em Thảo sẽ miễn phí ship nha các bác nhá. Còn nếu mà chúng ta mua một cặp như này, em tính các bác là 250 này. Đó, cây thì rất là xinh và rất là đẹp rồi. Và đây này, cả nhà nhìn ạ, mỗi một mầm của nó cao khoảng tầm 3 cho đến 6, 5cm này. Thì tính sơ sơ các bác nhìn ở cái chỗ này vẫn còn được rất là nhiều mắt ngủ đúng không ạ? Về chúng ta vẫn có thể cắt ra để làm giống luôn. Và đây là hàng ươm ki nhé cả nhà nhá. Mặt hoa thì trên màn hình cả nhà có xem đây. Đó, đây ạ, 10 chậu chậu nào cũng xinh hết luôn nhá. Nói chung là cây này hoa không những là thơm mà còn nở vào Tết Tết nữa mà nó chuẩn năm cánh trắng luôn nha các bác nhá. Đó, hoa cực kỳ là thơm. Đó, rất là thơm, thơm lừng luôn đấy. Đợt vừa rồi em Thảo có một chậu mà nó nở đấy ạ. Em Thảo đi vào bên cạnh thôi mà là có sực nức mũi luôn đó. Đó, và đặc biệt là rất là nhiều hoa và cực kỳ là dễ chăm sóc. Anh chị em mới chơi hoặc là chúng ta chơi lâu năm thì chúng ta đều yêu mến bởi vì hoa của nó rất là đẹp ạ. Đó, ngày hôm nay thì em tri ân, thì anh chị em nào mà yêu mến thì gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo số điện thoại em có ghi ở trên tiêu đề nhá. Ngày hôm nay, nhà vườn em Thảo xin chia sẻ đến cả nhà những chậu cây hàng ươm ki của cây phi điệp 5 cánh trắng Đài Loan. Thì về cô chú anh chị, nếu mà sổ ra những cái mặt hoa nào thì chúng ta có thể đặt tên theo ý thích của mình nhá. Đó, thì ki này thì em Thảo cũng bán từ trước Tết rồi đúng không ạ? Bán giá chia sẻ cho các bác là 300.000 một ki đó. Đó, thì bình thường những cái ki như là ki ám này, đây này, các bác nhìn này, những cái ki ám Hòa Bình hay là ám Thái Bình hoặc là ám Thanh Hóa thì em Thảo cũng bán giá chia sẻ cho cả nhà những cái ki như này cũng là 300.000 một ki rồi. Đó, thế là những ki này em Thảo bán giá hết sức giá mềm luôn đấy ạ. Để về chúng ta săn năm cánh trắng. Thì đây là mặt hoa trong lô nhà vườn người ta cung cấp cho em đấy ạ. Đây này, đó, rất là nhiều năm cánh trắng, chủ yếu là năm cánh trắng cũng có ám nhưng mà rất là ít, tỷ lệ ám ít hơn. Đó, và mũi chủ yếu là mũi trắng và mũi hồng, mũi phấn hồng đấy ạ. Đây, mặt hoa của nó đây cả nhà nhìn này. Đó, em sẽ cho các bác xem lại một lần nữa về mặt hoa nhé. Đây, đấy ạ. Đây là mặt hoa của cây năm cánh trắng Đài Loan các bác nhé. Nhiều lắm, nhiều mặt hoa đẹp lắm. Đó, bên kia thì họ không có sốt mũi trắng với lại cánh trắng như mình, nên là bên họ có băm ra làm ki hết. Thì trong con lô này thì em Thảo có đây, cây này, cái ám xanh này, ám xanh rồi cũng có giá trị lắm. Đó, này, mặt hoa của nó đây đẹp chưa. Xong em sẽ quay những cái cây mà em Thảo đã bắt tại vườn nha các bác nhé. Đó, thì cái đợt vừa rồi đấy em Thảo cũng có mặt hoa của nó đây đẹp chưa. Nhiều lắm. Đó, hết rồi. Đó. Thì ki thực tế của nhà em Thảo này, những ki đang bật mầm gốc này các bác nhìn này. Đó, tất cả các ki đều đang bật mầm gốc, những cái bật mầm gốc nó to ấy là nó bắt buộc nó phải rụng lá để nuôi dưỡng mầm mà đây. Mầm của nó bắt đầu chuẩn bị mọc rễ rồi đó các bác. Đó, đã mọc rễ rồi không phải chuẩn bị nữa rồi. Và đây là một số cây em Thảo có để săn. Đó, đợt vừa rồi thì em bán chia sẻ cho cả nhà đấy, em bán đi 30 mấy chậu đó. Được nhiều anh chị em yêu mến lắm. Xong rồi có một số anh chị cứ nói rằng là bán hàng Đài Loan này nọ. Nhưng mà các bác nhìn thấy ạ, mặt hoa rất là xuất sắc. Đó, thì bên kia họ cũng giống như mình thôi. Đó, cũng có những cái cô chú anh chị chơi lan và làm nhà vườn đúng không ạ? Đấy, đây này, cây này thì sổ ra là mũi hồng hồng, phớt hồng này. Nhưng mà em bắt được mấy cây đều là năm cánh trắng hết đó các bác. Đây, mấy cây này bắt đầu đang chuẩn bị nở. Đó, mấy cây này em có nhà, có các bạn, có các anh chị đặt rồi đây này. Đó, đây này, cây này cũng là mũi trắng nhưng mà trên cựa của nó còn hơi hồng chút xíu như một cô gái là đánh phấn thôi chứ không có vấn đề gì. Nó vẫn là xuất sắc bởi vì các bác để ý là có rất là nhiều mặt hoa va đấy, mặt hoa gọi là cũng có giá trị nhưng mà họ vẫn là mũi hồng đúng không ạ? Mũi hồng luôn. Này là cây của em là mũi gọi toàn có cây mũi phớt hồng với lại mũi trắng có một ít hồng ở trên này này. Đấy, xinh chưa? Nói chung là mấy cây của em bắt thì là nó đều là ra năm cánh trắng hết rồi. Đó, thì cái ki em Thảo bán giá chia sẻ cho các bác là 300.000 một ki. Đó, thì bác nào mà yêu mến thì chúng ta quay sưu tầm cái dòng này. Đó, còn bác nào mà muốn săn hoa đẹp, đây những cái chậu này em Thảo lấy từ chậu cây phi điệp Châu Như về để trồng vào chứ không phải là cây Châu Như đâu nhé cả nhà nhé. Đây xem cây này nở nó sẽ là cây gì nào. Nó chưa kịp nở hết luôn. Đó, đây này. Cũng là mũi trắng tinh và có một ít hồng ở trên. Đấy, nói chung là mấy cây này em bắt đều là năm cánh trắng hết. Và trong lô thì nó cũng có ám nhưng mà tỷ lệ rất là ít. Đó, thì mấy cây em Thảo bán cho các bác thì cũng là ra năm cánh trắng đấy. Đẹp, đẹp chưa, lô này xinh lắm. Vì nó là nhiều hoa cả nhà ơi, vì nó là nhiều hoa quá nên là hoa của nó chưa được to lắm. Thì năm sau mà chúng ta nở hoa, chúng ta để khoảng tầm 3 bông thôi, thì nó sẽ rất là bay, nó sẽ rất là đẹp luôn đó.
Đấy là cây thực tế tại vườn của nhà em đó. Ở bên này em vẫn còn. Thì đợt trước em bán chia sẻ cho các bác một chậu như này là 1,5 triệu. Thế nhưng mà nhiều bác cứ comment vào là nói là em bán hàng này hàng kia, nên là em không để nữa, em không bán nữa mà em để bắt luôn nha các bác nhá. Em để bắt luôn này. Nè, toàn cây mũi trắng ít hồng này. Em có bắt được một cây mũi trắng ở bên đấy đó. Đó, đây. Còn có chậu này cũng đang nở, cũng là 5 cánh trắng luôn này cả nhà. Đó, đây. Lô này chủ yếu là mũi phớt hồng với là mũi trắng. Nói chung là bây giờ được 5 cánh trắng là VIP rồi, mà với 300 nghìn một ki thôi. Lâu lắm gia đình em Thảo mới về thêm những chậu kiếm hàng gieo hạt này, đó là kiếm xanh Huế và kiếm Phan Chí. Bên này là kiếm xanh Huế này cả nhà nhìn ạ. Đó, đây là dòng tất cả em chọn đều là dòng kiếm lá láng từ 3 cho đến 4 tép, có cây 5 tép em sẽ chọn cả nhà những cái chậu nhiều thân và đẹp nhất nha các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn đây. Em Thảo bán 250 nhưng mà ngày hôm nay em bán giá chia sẻ cho cô chú anh chị giống như em livestream là 220 nghìn. Đây là bên này là kiếm Phan Chí này, nó cũng từ 4 5 tép trở lên. Đó, 4 đến 5 tép. Đây các bác nhìn nhá, số lượng thì em Thảo không có nhiều. Nên là anh chị em nào mà yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp đến nhà em nhá các bác nhá. Người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh. Chính vì vậy là một trong cái dòng kiếm được nhiều cô chú anh chị yêu mến và chúng ta muốn trồng. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có những cái chậu kiếm hàng chuẩn mặt hoa. Đó thì cô chú chị có thể kết nối với Zalo em Thảo. Em Thảo sẽ cho cả nhà xem về từng loại cây nhá. Đó còn không các bác có thể xem em Thảo livestream vào lúc 8:30 tối hàng ngày, thì các bác có thể cho em bảo là cho anh xem kiếm chuẩn hoa, thì em sẽ cho cả nhà xem là những cái chậu em Thảo mới tách được 1,5 tháng. Và mỗi một chậu em Thảo bán từ dao động từ 500 cho đến 1 triệu. Đó, những cái chậu chậu to như này. Đây, những cái chậu to này em chuẩn bị tách cho mọi người đấy ạ. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 triệu hơn cho đến 3 triệu. Đó, nói chung là những cái chậu này em đang lấy xuống để em tách cho mọi người bán. Thì mỗi một người, mỗi một cô chú anh chị mua về một tép như thế thì người ta có câu là cây kiếm rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm là sau 2 năm thôi chúng ta sẽ được rất là nhiều luôn. Đó, đây, cây kiếm em mới. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có những chậu cây phi điệp nữ hoàng mặt trời đỏ này. Đây là một dòng hoa cao cấp và duy nhất chỉ có nhà em Thảo mới có thôi ạ. Đây là một trong những cái mặt hoa gọi là xuất sắc đúng không ạ? Màu đỏ tươi, em quay như này là tím tím chứ ở ngoài là màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Cây này có thể gọi là bay 24 giờ luôn đó các bác. Buổi tối nó vẫn còn cong đét luôn. Đó, xinh lắm, nói chung là cây này lấy về làm giống thì xuất sắc luôn đấy ạ. Đó, ngày hôm nay thì em Thảo có những cái chậu để lấy về làm giống thôi ạ. Đây, đó, những cái chậu như thế này này. Mỗi một chậu của nó sẽ gồm có một thân và có một mầm gốc như thế này. Đó, có ki trên thân. Đó, có ki, có cây, có ki trên thân này. Đó, đẹp chưa? Có ít nhất từ 1 đến 2.